Mình trộn hai mẻ hai mẻ nè. Mẻ một. Một mẻ một nè. Ừ. Ba thùng cát. Ba thùng cát phải không? Ba thùng đầy. Này có đá đá, bác chạy bộ kìa. Bữa nó đổ xuống cây nước hết máy. Đó, hết xe. Gió này nó bụi quá. Cái này mình bắt đầu mình đổ cột để kéo điện hết nha. Kéo điện. Kéo điện lên nè. Em với cái hai thì đi ra. Xi măng để đâu ra? Để đó đi thêm nữa mình cắt lên. Ủa vậy mình phải lấy xi măng mình trộn trước chứ. Không mà thêm thôi nữa mình cắt lên. Được cả nhà. Dạ. Mai mình ướp bơ hẩm. Giờ thấy mình bức dữ lắm rồi. Còn bao luôn hết nè. Mình trộn xi măng ở đây luôn ha. Trộn đây luôn. Dạ. Vừa lớn hết nhưng bao dài chứ đó. Bao nhiều quá. Rồi rồi. Bữa nay mai của mình ra bông nhóc rồi nè. Nó có nụ 13. Hôm nay 21 à. Dạ. Rồi vô tới rồi kìa. Bụi gì? Đứng né né gió quá trời bụi. Cơ với chế đi bọc bãi hả? Dạ chào cả nhà. Giờ đi bổng đi. Dạ. Bụi quá trời bụi. Sao hay cha chưa? Trộn rồi vô vậy? Cha kêu. Dạ. Nghe cha kêu. Cái gì vậy ta? Con cái gác thì lượm ra bớt con. Chỉ này là gác đó. Mấy xô đá. Này con. Để đổ xà. Đổ cái này là mình xúc chỗ đó cho nó. Anh xúc chỗ đó trước đi anh. Được không? Xúc lên cho anh trước á. Nãy giờ mẹ bọc chỗ nào vậy? Mẹ bọc hai bao rồi đó. Mẹ cứ chế. Chế là mẹ bọc. Hai bao rồi đó hả? Nịnh quá à. Có bầu cái tròn lưỡi luôn hả? Dạ. Có bầu cái nhìn đẹp hết chứ. Đẹp cái. Đẹp là phát thứ. Ờ. Con đòi lấy khẩu trang giả nó không chịu nữa con. Cái này mình đổ mấy cây nước để ra. Kéo cái giấc cái mùi tưa đặng kéo cái nước tưới. Dạ. Nó có bông mà nó không có đậu. Cũng đậu nổi nó mệt. Phải chi đậu là giờ này là dạ. Đang trái xung xê rồi đó. Dạ. Còn dưới dạ. Của cô ba thì trái nhất mà cô ba không có bọc. Không bọc thứ chứ. Bữa đó con thấy trái quá trời luôn. Ừ. Trái quá trời mà không bọc thứ chứ. Uổng quá ha. Dạ. Thợ mới tiễn. Hả? Thợ mới tiễn thôi nha. À, xúc cũng chuyên nghiệp lắm đó. Người ta trộn chuyên nghiệp á, người ta trộn nhuyễn tay lắm. Dạ. Người ta lẹ tay lắm chứ, người ta xúc đều lắm. Nhìn là biết. Nhìn là biết không chuyên nghiệp. Ở nhà mình làm thợ đụng không là có chứ anh chị. Nhà đâu là cái gì cũng làm hết trơn mà đều không có khéo. Mình đụng cái gì là mình làm cái đó à. Rồi, hai cây đu đủ chích queo luôn. Kẻ đốt gác làm sao nó lan ra cháy gốc hết trơn rồi. Cháy gốc hết trơn rồi, chắc trời ơi. Hết luôn rồi, ủng hết sức luôn. Chị Trang mà về chắc không có đu đủ ăn. Đủ chăng. Rồi, hứa với chị Trang là đu đủ ăn quanh năm. Giờ cây đu đủ mẹ đốt chích queo rồi chị ơi. Thôi để kêu ghê, để kêu chị Sáu bẻ xuống cho chị Trang. À đúng rồi, cây đu đủ của ba xài dĩ. À, con thấy bên hông nhà. Bỏ ta, trời nhà đốt, đâu có ngờ đốt, nó lan dữ vậy. Cha của họ nhìn đúng con, nó lạnh luôn.
Con à, con nói lén đó là chị nói lén đó là chị nước bẻ ơi, nước bẻ ơi. Trời cây hết nổi rồi. Ai ngờ đâu có cái cụ của mình là ai đó. Trời ơi, còn chèo lên ghế. Chèo thiệt là cao đấy nha. Đứng này đi nhìn Dương làm hồi. Chá à, mai bữa nay phải ra bóp nhóc rồi đó chá. Mai bữa nay bóp xanh luôn rồi đó. Dạ. Xanh. Tay máy học về hả tay? Ông khác rồi không học á. Rồi khẩu trang đâu? Bỏ. Trời. Bóp đầu không? Bóp được không? Ôi trời trời trời. Ghê vậy ta. Hỏi bóp đầu được không? Nhỏ xuống bóp đầu liền luôn. Xe nào cũng đâu có lỗ ta. Ở bên đó hả? Rồi em đi cặp mé này đi ra đó dễ dựng đó. Ừ. Rồi lên đó cái làm sao cho nó cứng không? Hả? Làm sao cho nó đổ xi măng vô? Chạy qua đó lượm cái kìm với dây chuyền. Đổ sợi chính thì đã chính biết. Không, xi măng mà phải kìm cho nó cứng ra rồi lượm cái kìm với dây chuyền vô sao hè nha tắm. Dạ. Làm gì đó làm đi chứ ông cậu mày chắc không được chứ đó. Sáng. Được không chế? Chế nhà chỗ này nè, chế lượm được cái trứng vịt bự chà bá luôn. Wow. Vịt mình để cho nó. Mà để em thấy trứng bự bự không mà chắc. Hồi nhớ cái đầu của quay dạ. Lấy cây nào? Sao hè nhà tắm đó. Mà con chó này ăn hết trứng rồi. Ui da nặng quá thành ơi. Đỉnh ở trên thôi. Đỉnh trên đây khỏe. Cộm lên nhìn nào nhẹ mấy. Dây cộm muốn quay vòng vòng. Chúng mình gạch trên này. Cái cây nó cao lên tới cùng. Chứ anh chị. Gặp mình không biết rồi mình để tới rồi mình mới nhắn lên này. Ổng khô mũ ngắn thôi chứ. Rồi leo cho leo cả anh cộm. Rồi gặp mình là rồi mới leo lên bắt rồi. Để cái này là không không được rồi. Rồi đi đi đi, đi xa là chơi nè, cho nhóm thôi. Cha nhóm mới được con không thấy được. Ừ, đúng rồi. Cho anh Thành đi kìa. Đợi cha chợ chánh là nhóm là con nhóm. Nghe chân rồi đó. Nghe chưa? Nghe dữ lắm, nghe luôn. Rồi, kiếm nhóm này dễ bị đỡ rồi đó. Nếu mà bây giờ con gãy qua như cái là của hợp như cái tấm. Trời trời trời. Đâu chị này, đâu như chị đâu. Có chứ. Cha ơi, con nhổng cái xe lên đây chưa? Đúng rồi, cho nó nhổng lên đi. À, ngã nha. Chạy dưới luôn, bị đau. Phụ nào cũng mau đậy quá ha. Tay không tiếp chế, tay không cười. Tay không tiếp gì hả? Chắc được. Cái này không tiếp chế nè. Còn đổ kìa thì cơ cột mình nó mới chắc nổi. Cười gì vậy Tài? Tài cho nó chịu chân ra bạn ơi. Để thôi. Nó phải chạy chân hay là? Chạy chân á. Cái này có cái thùng dầu và mà hư á không? Vô thôi. Làm cái chân cao lên luôn cho nó đừng có bị thét. Mình lấy cái miếng thét. Đã lấy miếng thét rồi. Dạ. Vô lỗ mũi con
Cha. Xuống nhiều quá, sợ xuống nhiều. Nghe chế cô đói bụng mình lấy nè. Chú Chiên, cô ăn bánh rồi cơ. Mẹ, có cái bánh ăn nó dạ, con nghe cô đói bụng, giờ con lấy. Chú Chiên bây giờ, dạ. Con ăn cái này. Chú bụng mà cho ăn chú Chiên là không biết là thương hay là hay nữa đó. Không, tại em thấy ăn ổi nó cũng không tốt kìa. Nè. Mày vô tay ăn cái này cho ăn được. Trời ơi, quá rồi. Quá, cái này chiên dầu đúng không? Dạ. Cha không chịu đút cái khuôn xuống hả? Đâu mà làm cái chân hơi bung ra. Đâu một trắng một nảy không đó mà. Con né xích ra đi. Hình không nhăn giống nhăn. Hai xe là nó đầy vậy đó ha. Hả? Hai xe là nó đầy vậy đó hả? Cái bánh. Hả? Đi đi chạy đi chạy vào. Vô tay tay vô tay sạch không? Nửa trái hay gì? Cái bánh nó còn đoạn khấu luôn. Dạ, em mua, em với anh Thành mua nãy giờ cũng lâu rồi đó. Ăn đi. Ăn không? Ăn hồi ăn cơm không được. Rồi, rồi, mấy còn mẹ cái này cho. Dạ. Ý sao mẹ thấy ngon quá. Lấy cái giấy ra tôi. Dạ. Nào quay phim ăn miếng đi. Ai dạ được rồi, trái cái mọi người ăn trước đây lát em ăn. Anh ơi. Dạ. Mời cả nhà. Mời con chú anh chị ăn chuối chiên nha. Ăn trước à. Cái chuối chiên. Rồi tay có mời không? Ăn trước à. Dạ dạ được rồi, để lát con ăn. Ăn trước rồi biết không? À dạ để ăn đi con. Dạ. Ăn trước rồi biết hả? Hả? Dạ ăn trước rồi biết rồi sao mời hả? Dạ. Dạ. Cái tay quên mời hả? Rồi rồi. Chú chiên mời nửa giỏi nha. Hôm vậy. Nè, cái tay con ấy con cầm giấy. Mời con chú anh chị. Mời con chú anh chị. Cái chuối này là có nửa trái chuối thôi. Con thấy chị đẹp bá chiên là bá chiên một trái chuối luôn. Nguyên một trái tà bá luôn. Trái chuối vậy ông đúng không? Mà chuối nhiều ăn mới ngọt. Đúng rồi. Cái này ít xịu, cái này nói chung là không có chuối luôn. Dạ. Ôi, em cảm ơn. Mà hình mời của chú anh chị nha. Mà chị dạ. Cái này khéo ghê. Con mời cho chú anh chị. Cái này là cả nhà bây giờ là ở trong ở quê mình á là có ở đâu người ta bán là cái bột á. Dạ. Cái bột người ta pha sẵn, cái bột sẵn luôn rồi về cái mình tự pha, chỉ cách cho mình pha là chiên chín giống là chiên về mình. Dạ. Anh Trầm nó như cái ống bọng. Nếu như mà chuối nhiều thì ở trong nó sẽ có chuối nhiều chút, ăn nó ngọt lắm. Không mà chuối này chiên nó khó. Mình hỏi bắt chiên đó thì mình không biết pha bột đó, thì cái bột nó không, mình chiên không được đẹp đâu cả. Cái chuối nó không được đẹp. Mà cái bột của người ta chỉ làm á, thấy có nhiều người ta mua về ta làm giống như vậy. Vô. Vô kìa. Vô thì gớt con cái chắc đói luôn. Xíu cái thì thảm cây nữa. Gớt con cái con vàng cũng lại. Chỗ này bán ở đâu vậy? Dạ. Vậy? Vậy? Con mua ở dưới ngã ba đường quẹo xuống Thịnh Thợ coi. Con nghe nói chỗ đó ngon lắm. Trời. Anh cân một mình luôn á hả? Thôi để mẹ tiếp con đọc. Như là hai người vậy đó. Từ từ anh ơi. Với chồng mình nữa là vẫn mới nói. Mấy gà mấy mưng luôn nè. Gà mấy mưng luôn. Trời ơi bọc bọc. Ủa hơn. Có miếng gạch chưa? Có miếng gạch chưa? Khoan anh ơi, từ từ anh ơi. Trời đợt này bọc ổi như đang còn trắng vậy đó hả mẹ? Ừ trắng. Wow. Rồi. Nè nè miếng gạch nè. Ủa có hả? Ghe yeah, lại ghe gì nào. Rồi. Đó không khen đâu đấy. Nó rồi mày mày ông gì nói không? Không nổ là nổ chứ. cái này chắc nó mạnh hơn quá. Cây gió không siêu ha. Đúng rồi, cây đó là chắc lỗi. Cây gió gác ngang qua cái cây này nè. Này nè. Đây nè. Rồi đẩy vô cái cải này được rồi, gài nó rồi. Trúng mặt chú hết trơn rồi kìa. Mắt cái mặt nó. Bên đây này, để nó chạy gột nè. Sữa đi dòm cho anh kìa nha. Gì vậy?
Bây giờ tao ăn trái ổi chưa xong nữa hả? Nửa trái chưa? Ngon không? Ngon không? Ăn cái hồng đi mà. Ê, con ăn cái trong không hả? Ngon chứ vậy ta. Ai bẻ cho tay vậy? Mẹ. Rồi bữa nay đi học làm sao? Ok không? Ok. Ok. Ủa tay kiếm cái dây kia gặp chưa? Mấy trái đây là mình chưa bọc kịp đó hả cô? Chưa bọc nữa hả? Dạ. Vừa bọc rồi vừa lặt lá ra đây. Dạ. Cái nào mình bọc rồi nha, như đạn cò trắng vậy hả? Dạ, con thấy quá trời luôn. Trắng trắng đó, không? Dạ. Nóc luôn nè cô chú anh chị. Chuyến này đổ rải trái dữ lắm nhưng mà không biết là cái nguồn nước mình làm kịp để tứ không nè. Dạ. Tứ được á thì nó mới trái nó mới bự. Còn dạ. Tứ không được là cái trái nó nhỏ xíu mà nó lớn không nổi. Bị trái sai quá trời. Dạ. Cái này sai hết biết luôn thế nha mình. Con thấy nó quá trời luôn nha. Một tháng là ba bốn trái. Dạ. Thấy không à? Ừ. Cái mình, nhét rồi. Ừ. Mình vừa bọc mà mình vừa lặt nó lâu lắm cô. Nó lâu. Dạ. Cái này dư qua đổ bên bãi hai sao? Ừ. Thì mình đổ bên kia cái nữa. Qua đổ bên dạ. Bên kia. Okay. Cô Sáu vô mới vô của chú anh chị. Vô để đưa phiếu. Cô Sáu đánh phiếu ở bến bả hay sao? Ờ, ở dưới chỗ đó quen á, mình đánh người ta ăn cũng cái giá nói làm dạ. Từ thiện cho chùa á. Dạ. Nó cũng lấy nhẹ hả chứ nó không có đấy thẳng như đằng kia, giống như nó lấy có 50% á. Chứ còn dạ. Mình đi đánh phiếu hay là làm cái gì mà giấy tờ liên quan tới chùa là nó lấy rẻ lắm. Dạ. Giờ làm phước ai cũng mừng hết nhân sao rồi. Nói mà tới chùa thậm chí mà rau cải mà thấy đóng mà cô đem về ăn cô dứt cô cũng ngại nữa là thôi cái cô bán là lấy giá rẻ là không. Dạ. Gửi cho đem về cho làm cho y sĩ đồ ăn mà làm thuốc mà. Còn chạy xuống. Thành cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mừng thì ngày 1 là ngày 23 cô chú anh chị thì gia đình mình cũng có một cái niềm vui là gia đình mình Thành cũng xin phép bật mí trước là mình sẽ phát quà thay mặt người cô ở Úc phát quà thì Thành cũng chia sẻ vậy rồi tới ngày đó thì mình sẽ chia sẻ rõ hơn. Nói xuống ha cậu. Như sẵn này Sáu vô thì con cũng xin phép là con gửi cho Sáu luôn tại vì có một người chú thì chú cũng có gửi cho con số tiền là 300 cô sao chú mới gửi hôm qua là chú nói chú của ít lòng nhiều thì thật sự là bao nhiêu cũng nhiều mình thấy cũng nhiều dân của chú vậy mình thấy rất là mừng luôn thì chú gửi số tiền là 300.000 thì để dạ. Thấy là rất là quý rồi chứ rằng 100.000 một bao xi măng cũng là dạ. Ngồi nha cậu hai. Dạ. Thì cái tiến độ Thành cũng chia sẻ một xíu với cô chú anh chị là cũng hoàn thành được khoảng 95% mà cô chú anh chị. Chắc là không bao lâu nữa là sẽ đưa vào sử dụng. Thì Thành cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Chú là chú tên Vũ cô chú anh chị. Dạ, chú tên Vũ. Nè sao? Cảm ơn chú Vũ. Dạ. Ở đây thì nói tiếng 300 thì đối với người khác thì nói ít chứ này là nhiều á. Dạ. Thì tôi cũng đại diện cho phòng Phước Nam Phước Thiện Hưng Thành Tự rất là cảm ơn. Rất là riêng là chú mà nói chung là rất cảm ơn những nhà mạnh thường quân và các cô chú ở gần xa thời gian qua đã giúp đỡ và ủng hộ. Rồi dạ. Trước thềm năm mới cũng xin kính chúc mà cô bác anh chị hưởng được mùa xuân vui vẻ, gia đình dạ. Hạnh phúc. Thật sự là Sáu ở ngoài của chú anh chị thì lo cũng nhiều lắm. Nói chung là trong người ngoài người nói chung là rất là cực nhưng rất là tội nghiệp cô Sáu của chú anh chị. Nhưng mà mình làm cái này thì cũng tốt cho mình là trước tiên nha Sáu. Rồi cũng tốt cho tất cả cô chú anh chị ở xa gần luôn. Mà khi mà tới chỗ này thì chữa bệnh được là mình rất là mừng. Con hy vọng là Sáu sẽ giữ gìn sức khỏe và cố gắng là luôn tiến tới phía trước. Thật sự là làm cái gì cũng có khó khăn hết trơn cô chú anh chị. Nhưng mà con hy vọng là Sáu sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn, cảm ơn Thành nhiều.
mấy hôm nay thấy Sáu ốm rồi đã sao rồi. Cái vui của cô là khi dạ. mà hỏi thăm bệnh nhân mà bệnh nhân trả lời là khỏe nhiều lắm rồi cô Sáu ơi, là cái đó là một cái động lực, là cái vui dạ. vui là vui thật sự luôn á. Chứ không phải tại vì cái chủ yếu là mình để khám chữa bệnh để mà làm cho bệnh nhân á là khỏe là mình còn ngoài ra cái chuyện mà phước nhiều phước ít gì thì cũng tùy duyên thôi. Dạ. Rất là cảm ơn những dạ. cô chú gần xa đã giúp đỡ để này mình có cái động lực để mình tiếp tục trên con đường hành thiện á. Chứ dạ. nếu không có cô chú anh chị mà giúp đỡ đồng hành thì chắc có lẽ mình cũng không được như tới ngày mai đâu. Nghĩ là cô chú anh chị cũng tin tưởng mình, thành ra cô chú anh chị mới ủng hộ giúp đỡ mình thì mình thiệt là rất là vui. Mà rất là cảm ơn cô chú anh chị dạ. Thì chú Vũ là con nghe nói là cũng đang bệnh á mẹ, đang bệnh nằm ở trên Chợ Gãy á. Dạ. Dạ là bệnh, nhưng mà con cũng không có tại vì hôm đó là con đang chạy xe nên là không có nói chuyện được nhiều. Thì con cũng hy vọng là chúc chú là thật nhiều sức khỏe với gia đình thật là nhiều sức khỏe. Con cảm ơn chú rất là nhiều luôn khi mà tin tưởng gia đình con để gửi con số tiền để ủng hộ cho ở ngoài phòng thuốc. Con cảm ơn rất là nhiều. Em cũng chúc anh mau hết bệnh để về ăn Tết nha anh. Dạ. Cái mai hôm qua mình để xích trong đây cô chú anh chị. Cái có cô chú anh chị đóng góp cho mà không để xích ra. Mình cũng mới giờ ra luôn cô chú anh chị. Mình giờ xích ra một xíu. Sợ nó bị khuất ở trong á cậu. Cái này mà được một cặp vậy đó cậu, để hai bên mới đẹp ha. Chém thêm cây nữa. Dạ. Hai trái nó có kìa mà được bự hơn. Bự hơn á cậu. Cái gốc thì bằng nhưng mà cho cái tàn bự. Cái tàn dạ. bự hơn. Tàn bự hơn. Mấy cây mình lặt lá rồi đúng không? Dạ. Mấy cây ngoài đó nó tại không chịu bứng chứ. Mấy cây đó chả nó bứng rồi qua Tết trồng xuống lại. Dạ. Bứng mình luôn để trong chợ mà. Bứng rồi nè. Coi nó hơi giống vậy. Dạ. Thì gia đình cũng chuẩn bị cơm của chú anh chị. Bên nhà bữa nay mình ăn cơm tối không ạ? Cơm tối ha. Nãy giờ mình làm rồi vô cái cũng như mình mắc khách cô Sáu lại nói chuyện. Dạ. Rồi cái mình làm cơm hơi trễ. Bữa nay ăn trễ nhưng mà xứng đáng lắm rồi chú anh chị ơi. Chữ nãy nguyên con gà. Nguyên con gà mái dầu. Mái tre. Đó. Gà này bữa nay thì gia đình mình sẽ nấu lẩu cô chú anh chị, nấu lẩu gà. Hôm nay dám ăn thịt gà không? Dạ. Gà này hôm nay mình nấu lẩu mình ăn với nấm gươm với tụi nó ăn, tụi nó nói không biết ăn lẩu giống ăn thịt gà. Lúc sáng Thành cũng đi chợ Long Phú của chú anh chị. Dạ. Mua được cái bồn vô bồn con nhúng lẩu ăn ngon lắm đó con. Dạ. Bồn này mà xào tép ăn ha mẹ. Ừ. Xào tép cũng ngon mà nhúng lẩu cũng ngon. Nhớ hồi mấy năm về trước á, bồn không có bán đa dạng lên tới trên mình đó Thành. Dạ. Có bán ở dưới vùng mà chùa Đất Sét á. Ủa bậy, chùa Chiến Kiểu. Đúng rồi. Chùa Chiến Kiểu. Mỗi lần mà mình có dịp đi ngang đó là nhất định sẽ mua về. Mua nào là bồn tươi rồi bồn mà đầm dưa đủ hết trơn á. Nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi, bán lan tràn lên tới trên chùa đó là làm cải sắp bấu gì làm thứ ấy rồi sẵn rồi con. Em đi vô đó là em thích cải sắp bấu nhất. Làm gì mua về ăn liền. Bồn này con nghe nói chồng là nó nhảy không vô việc nổi luôn á cậu ơi. Nhảy gì? Như lát vậy. Đúng rồi, nó giống như lát vậy. Dạ. Nhảy nè. Cái đất lung đồ á, đất mà không cây lúa được á. Dạ. Chồng nó để vô tủ lạnh này lâu. Lâu lâu là lấy cái dao này ra xài là nhớ ăn dưỡng này. Mẹ gì vô đây? Hả? Nước. Hả? Nước. Mua lửa hay gì? Mua lần á. Mua lần quá à. Vô lấy cái mền ra mình múa lăn luôn. Mấy đâu mấy sao không nè. Chảy xả trước. Dạ. Thơm quá. Ủa thơm cơm mẹ tắt chưa? Mẹ tắt cơm rồi. Dạ. Chắc còn lửa cháy vậy. Quên, mình cắm lại. Không nhắc chắc phép luôn. Tắt rồi. Xào mẹ xào gà trước. Bữa nay mình gan mình không bắt cái gì, mình không bắt cái dĩ dưới luôn nha, nửa chuỗi chảo đã. Rồi thưa ơi, đổ vô đại đi con. Dạ. Thịt gà mà mình ốp cho vậy đó mình nấu lẩu nó mới ngon. Gà tre nè, nghe nói ăn thịt con ngon hơn gà lẩu. Con đây nha con. Dạ. Gà tre là người ta đắng mắt hơn nha con. Dạ. Cái bụng chưa? Có nước mắm cho nó thơm nha con. Ốp đò, thịt gà rồi mà có nước mắm vô nó thơm. Dạ. Nước mắm là nhất là nước mắm ngon nha. Dạ. Rồi con cho vô luôn đi.
con mới chén luôn á. Chán thảo nha. Dạ. Con thấy ổ chén. Đổ chén đó luôn đi. Dạ. Này mình nước ngọt lắm. Dạ. Con bắt đi. Chỉ chứ mình cũng phải thêm nước rồi thôi. Dạ. Ăn lẩu uống rau nước heo. Ta lấy chén coi ha, dọn đũa nha. Mấy cái rồi tay, mấy cái chén đếm nha. Mấy cái rồi. Này là nghề chính của vô tay. Mấy cái chén 5 á. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái. 6 cái. Tính nhiều nữa hả? Tính nhiều nữa. Nhiều nữa hả? Dạ. Bánh tét giờ người ta cũng gói bằng dây. Dây đó là dây tép của chú anh chị. Dạ, xài dây bánh tét là của nhà anh mua của anh chị. Bánh tét này rất rất là ngon luôn. Không có chạy luôn. Tay ơi, rửa tay đi, làm cơm cho tay. Cho tay ta rửa. Ta rửa tay. Tay ra dọn chén rồi mà. Chén rồi, chén rồi vậy. Xin lỗi cho tay. Nấu gà. Con thầy sẽ nhắc cơm. Nấu gà. Nhúng dưa bồng bồng hết sảy luôn. Cô mình có gãi ngà lên không con? Có rồi. Ôi, mình còn núm gom nữa hả mẹ? Còn mẹ sợ ăn không hết. Mình mình vẫn để từ từ đi anh. Dạ. Để có dư cái chừng nào để làm đồ chay cho cha hả mẹ? Ừ, mình để làm đồ chay cho cha con. Dạ. À, cái này không phải ấy, mà cái này gọi là cua nèo cái gì con? Cua nèo chứ không phải tơ tưởng. Ông cậu không có gom trong cậu luôn á. Cái này cua nèo chứ không phải lưỡi hái hả cậu? Sao con nhìn thấy giống lưỡi hái quá vậy cậu? Tượng nhưng cái lễ tay tượng cái mặt trên nó vậy đó. Thật chứ. À? Dạ, tay tượng ta trồng bằng như ruộng luôn á. Trồng nguyên ruộng luôn á, thành ra nó không có mập như tay tượng vườn mình. Chứ thì sao? Thì sao phân biệt sao chứ? Cô nèo sao? Cô chú anh chị chỉ nhiều lần lắm rồi. Nhiều lần lắm rồi đó. Bữa nay để cô chú. Bữa nay sao? Cho nó thiệt với cô chú anh chị nha. Dù cho không biết sao nữa, cô chú chị vậy nhiều lần lắm mà không nhớ nổi luôn á. Dạ, quên đi. Quên hoài. Mình chỉ nhớ là tay tượng là cái lá nó bự như cái tượng thôi, chứ mình không biết phân biệt gì. Cô nèo hình như nó đắng hơn. Nó ăn lên thuốc. Dạ. Lên thuốc á. Cậu ăn cơm này cá chén không cậu? Mình có nồi cá kho khô tiêu cái này nha. Cậu không ăn cơm hả cậu? Dạ. Cá này mình dở lú. Úc Thành thấy lú là cá lòng tâm không? Lúc sáng con đi chợ là con tính là mua bồn bồn này nè. Về cái mình kiếm tép mà cuối cùng không có tép. Tép mình xào. Rồi cá lăng á mẹ. Cá gì? Cá lăng. Lăng hơ. Ủa cá lăng gì? Cá sát. Cá sát. Ừ, một dầm dùng trên thì người ta kêu bằng cá sát bụng hay gì á mẹ. Bụng như cây dứa. Dạ. Con cá cây dứa của mình mua là như cá dứa vậy đó Úc Thành ơi. Nhầm người nói giống con cá bông lau con hả là gì đó. Okay. Còn con cá sắt bụng, cái bụng nó bự lắm. Dạ. Cái bụng nó bự chịch luôn á. Cá đó mà mình kho quéo ăn cũng là tới không chị. Giờ Thành cũng mời cô chú anh chị còn dùng cơm chung với gia đình Thành luôn nha. Cũng mời cô chú anh chị dùng bữa luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Dạ. Ai đây coi. Cơm luôn, cậu mời chào luôn. Cậu mời chào luôn. Cậu mời ông cậu chào luôn hả? Anh ăn cơm không? Không, ông cậu không ăn nè. Ăn gà đi cậu. Bữa tối ông cậu ăn cơm cái nặng bụng. Dạ. Uống được mà phi cái nó đói nó sốt ruột dữ lắm. Gán là uống hồi hộp uống rồi con sữa. Dạ. Tại vì cậu sẽ hai uống thuốc tây á cô chú anh chị, bởi vậy nó cào ruột lắm, phá bao tử lắm. Hai giờ cử không. Dạ. Uống thì chịu nổi. Cậu nói nửa đêm cậu thức dậy cậu cũng đi uống. Thành nhất ra quá chịu nổi. Nhất quá chịu nổi. Không uống nhiều được con sữa ngủ được cái sáng. Dạ. Bồn bồn. Bồn bồn này mùa tôm mà mình không mò được tôm được hay mà. Mùa tôm mà lúc này thì tôm dâm, tôm la nhỏ nhỏ không à. Không gậy uống cho lon sữa của cái cô cô Chi á. Cô Chi bữa đó có cho lon sữa á. Không gậy uống cái đó. Nhưng mà cái đó thì uống nấu nước pha, còn cái sữa này thì khỏi. Dạ. Vậy là ông cậu mới khui hồi tối luôn. Mới khui uống hồi hôm nay. Uống lò một thấy trời ngủ được tới sáng hay mừng. Vậy hả? Là cái sữa anh chung của anh Sơn ta hả? Vừa uống nữa. Đi gì nó nhỏ, nó vừa uống, nó không có nhịp. Cũng mời cô chú anh chị luôn nha. Tuyện giờ nó mấy kêu ăn lấu gà. Mình nghèo thì nói nhiều vậy giờ. Chuyện đại gia vẫn có gì đâu không nói. Làm sao giờ. Tiền kia.
bồn bồn nhúng ăn ngon lắm. Bồn nhúng bên đây chín rồi con. Dạ. Cái này cũng đâu có đắng không đâu mà. Nó hơi nhẫn. Hơi nhẫn nhẫn. Lại nó đeo tao ngồi đi cũng chán. Nó đeo nó xinh đó. Nó xinh dữ lắm luôn. Nó tới đây rồi. Nước trọng không à? Xinh rồi này không cho là dòng mà người kia. Không có dòng đâu này. Nước trọng hả mà con. Nóng nha, nóng nha. Nóng ăn từ từ thôi. Những gà vườn mình ăn là ngon à. Nói tiền nào của đó đó thật. Gà vườn thịt dẻ khác. Mấy con gà bến tre gì đó người ta bán có mấy chục ngàn ký vậy. Ừ, thành cái lẩu này là có cái nấm, nấm gì? Nấm kim chi. Ừ. Kim châm. Kim châm. Ủa kim chi có nấm kim chi không ta? Có. Nấm linh chi. Linh chi, kim châm. Có nấm kim chi nữa. Kim chi. Có ở bên Hàn Quốc á. Cái đó là nấm chi rồi hắc chi. Dạ. Thì khác không? Có nấm sò. Quốc có nấm. Cái nấm sò. Không. Làm cái miếng dưa bồng bồng chắc kiểu kiểu. Một không. Bữa nay có mũi không? Ăn ở với mũi đàn. Nước bình thường cũng ngon. Nước mũi cái này biết nào nó. Không mà ngồi nhiều lắm. Ngon mẹ. Cái bụng bụng này nhúng vô ăn ngon quá. Để mình mẹ đi múc thịt thêm cho. Chịu không nổi. Cô búp kêu cậu đừng có uống hết đó. Uống dừa với ngâm mát. Nó lạnh. Không tốt đâu. Vì chứ mà nó mát không ai chịu nổi. Mình cho miếng da vô nữa nè. Đúng rồi, cay nhiều nóng ruột gan. Bởi vậy cậu gắng uống nước nhiều vô.